Thanh Trúc Đại gia theo đuổi 8 năm Tặng nhà tặng xe nhưng tôi từ chối Diễn viên phim Chuyện tình mùa thu cho biết Nhiều đại gia biết cô đã có bạn trai Nhưng vẫn theo đuổi Tuy vậy cô thẳng thắn từ chối Vì không có cảm giác an toàn Là diễn viên Được khán giả màn hình nhỏ yêu thích Nhưng nhiều năm qua Thanh Trúc luôn sống khép kín Cô ít nhận lời phỏng vấn Hoặc xuất hiện tại các sự kiện gặp nữ diễn viên tại buổi ra mắt phim của người anh thân thiết Kinh Quốc, Thanh Trúc chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống và tình yêu. Tôi muốn càng nhiều tuổi càng đẹp. Vì sao chị quyết định tạm ngưng đóng phim trong hai tháng qua? Trải qua 10 năm đóng phim truyền hình, khán giả đã quen với Thanh Trúc qua nhiều dạng vai khác nhau. Tôi đang muốn thay đổi bản thân. Hơn nữa, chạy show phim truyền hình khiến tôi không còn thời gian chăm sóc bản thân. Sức khỏe yếu đi nhiều, vì ăn ngủ không ổn định. Tôi muốn càng thêm tuổi càng trẻ đẹp, vì thế tôi quyết định ngưng đóng phim trong 2 tháng qua để chăm sóc bản thân. Tôi sẽ trở lại với khán giả nhưng bằng hình ảnh năng động, trẻ trung hơn xưa. Phải chăng quyết định này xuất phát từ việc bị chê vóc dáng không thon gọn trong thời gian qua? Những bình phẩm về cơ thể thì ai cũng từng nghe qua. Tôi đã trải qua thời gian trước đó, khi bước chân vào nghệ thuật, ngay nhỏ tôi đã bị béo phì. Đến giờ là người của công chúng, tôi sẽ không có bất cứ lý do gì để khiến khán giả thông cảm cho sự thiếu hoàn hảo của mình. Vì thế không còn cách nào khác, tôi phải lao vào tập luyện. Thời gian vừa qua, tôi tập trung vào lo kinh tế, công việc, trong khi đó ăn uống không điều độ nên cơ thể bị bạc đãi tôi cũng từng dùng nhiều biện pháp giảm cân nhưng không thành bây giờ tôi hiểu được cơ thể mình cần gì mục đích tập lần này tôi phải giảm 10 kg nhưng sau 10 ngày tập đã giảm gần 5 kg sau 10 năm vào nghề chị thay đổi như thế nào 10 năm trước vào nghề mọi thứ rất bỡ ngỡ với tôi làm việc tiếp xúc với nhiều người giúp tính cách tôi mạnh mẽ chai lì hơn ngoài ra mối quan hệ rộng hơn đã mở ra cho tôi nhiều đường hướng cho bản thân về tính cách thì tôi biết quan sát thông minh hơn trước đây tôi hiền lắm dù có chuyện gì xảy ra vẫn âm thầm chấp nhận bây giờ tôi hiểu được là phải tạo cơ hội cho bản thân chứ không thể chờ đợi từ người khác ngày mới vào nghề chỉ từng hát cùng nhóm nhạc với minh hằng nhưng sau khi nổi tiếng cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau vì sao vậy ngày xưa đến giờ chúng tôi hợp tác cũng vì công việc khi không hợp tác chung mỗi người có đường hướng đi riêng thì không gặp nhau, chúng tôi cũng không có hiềm khích gì như mọi người đồng đoán, không hiềm khích nhưng chắc sẽ có sự cạnh tranh giữa hai người. Sự cạnh tranh thì ai cũng có chứ, chỉ có điều là cạnh tranh công bằng hay không công bằng. Chắc chắn có sự cạnh tranh thì mới nổi bật trong ngành nghề này. Mọi người cũng thường hỏi tôi về sự thành công của đồng nghiệp, nói thật không chỉ Minh Hằng ai thành công tôi cũng chúc mừng bản thân tôi hài lòng với những gì mình đang có và chọn mỗi người có đường hướng khán giả riêng nên tôi không buồn phiền gì có đại gia theo đuổi tôi bảy tám năm qua được biết chỉ không ít đại gia ngỏ lời song trước nay luôn chọn người trong giới vì sao thế tất cả là cái duyên nhiều người biết tôi có bạn trai nhưng vẫn muốn tôi làm vợ thời gian qua tôi không dám ra ngoài vì sợ lỡ làm người khác thương mà mình không thể thương lại thì gây nghiệp nặng. Hơn nữa, tôi nhìn thấy cái gì quá thì luôn chứa đựng nhiều hiểm họa ở trong đó, làm cho mình phiền lòng. Yêu người quá giàu sẽ chấp nhận cả những mặt trái của họ, mà tôi hiểu điều đó như thế nào nên tốt nhất tránh trước. Với bạn trai hiện tại, tôi cảm thấy chúng tôi có duyên gì đấy vô cùng đặc biệt để không thể tách rời. Cảm xúc của tôi với người này cũng rất lạ lùng, không giống với bất cứ ai tôi đã từng quen trước đây. Vì thế, tôi tin vào lựa chọn của mình. Bạn trai cũng là động lực khiến tôi chăm chỉ tập luyện, giữ vóc dáng đấy. Anh không thúc giục tôi tập, nhưng nhìn lối sống của anh thì tôi nghĩ mình cần phải thay đổi. Người yêu tôi đi hát, nhưng không hút thuốc, không uống rượu. Ngoài đi hát thì thú vui của anh là tập ghi mở nhà. Tôi nghe nhận xét như thế rất lâu, nhưng muốn sống cuộc đời vui quan điểm của tôi là sống nhẹ nhàng để mỗi sáng dậy cảm thấy mình an nhiên mỗi người có mục đích sống riêng có người cần vật chất nhưng có người chú trọng tinh thần tôi luôn chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình dù đúng hay sai thú thật tôi từng hẹn đại gia đi ăn thử cho mình cơ hội và quan sát họ xem mình có thể thay đổi được suy nghĩ nhưng cả cảm xúc và lý trí đều khiến tôi đưa ra quyết định dừng lại nếu sống dối lòng mình thì tôi sẽ giả dối với tất cả. Tôi không thể nào sống giả tạo được. Sống giả dối thì chỉ cần nhằn vặt bản thân đã đủ mệt rồi. Có đại gia đã theo tôi 7-8 năm, hứa sẽ lo cho tôi sự nghiệp, tặng nhà cửa nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn nhận của ai thứ gì, tôi cho rằng thứ gì đến với mình dễ dàng thì sớm muộn cũng sẽ bị lấy lại. Bạn trai có ghen khi xung quanh chị có nhiều đại gia để ý. Anh ấy là người tinh tế, Chúng tôi không ai nói với nhau điều đó, nhưng điều hiểu chuyện. Anh hiểu nếu tôi sống vì tiền bạc, thì giờ đã có chồng. Chúng tôi có ước nguyện, giống nhau là sau này được làm nhiều việc thiện nguyện. Hai người gắn bó như thế, kế hoạch về đám cưới chắc không còn xa. Chắc chắn chúng tôi sẽ có buổi tiệc của hai gia đình, nhưng sẽ rất ấm cúng, tiết kiệm. Hiện tôi nghĩ về tương lai và sự nghiệp, con cái nhiều hơn, còn đám cưới chỉ là hình thức không quyết định hạnh phúc của gia đình. Mẹ chị phản ứng thế nào khi con gái không chọn đại gia mà chọn người trong nghề? Mẹ tôi ban đầu có chút buồn vì không biết tương lai con gái sẽ như thế nào. Tôi nói với mẹ, con gái có được thành công như ngày hôm nay là vì mẹ dạy con cách sống, đặt cái tâm lên trên hết, mẹ nên mừng khi con sống như vậy. Riêng tôi thấy lối sống của mình trước nay không khiến ai phiền muộn, cho dù tôi có lựa chọn sai thì vẫn ngẩng cao đầu sống tiếp tôi cho rằng tiền tài danh vọng đều chỉ là vô hình vì thế cứ sống đẹp sống khỏe yêu thương mọi người danh tiếng đến thì nhận khi mình sống tốt thì chắc chắn gặp nhiều người tốt giúp đỡ